23. Bu. Người chia bài nói trước khi bốc các quân bài từ trước mặt người đàn ông có vẻ đang ngày càng tức giận khi chồng chip của anh ta ngày càng vơi bớt. Mọi thứ càng tồi tệ hơn với người đàn ông khi những tiếng reo hò phấn khích đến từ bàn gần đó, nơi mà tất cả vận may của anh ta dường như đã được chuyển sang. Khi người chia bài xì rách một lần nữa, lật quân át và quân già, lại một tiếng ồn khác đến từ bàn bên kia. Lại là 7. Người chia bài kêu lên trước khi đặt một chồng chip lớn trước mặt người đàn ông trẻ tuổi đang chơi. Người dường như không thể thua. Người đàn ông trẻ tuổi này gom tiền của mình và vui vẻ rời đi ngay trước mặt người đàn ông đang tức điên trên bàn xì rách. Người đàn ông trẻ đổi chip của mình sang tiền và đếm sấp tiền lớn với hàng trăm tờ trước khi tip một tờ cho người phụ nữ làm việc bên trong. Và đêm nay không phải là một chuyện hiếm đối với chàng trai trẻ này. Cả cuộc đời anh ấy, dường như anh ấy không thể thua. Anh ấy không mạnh mẽ, nhanh nhẹn hay đặc biệt thông minh, nhưng anh ấy trở nên đặc biệt như một món quà đáng kinh ngạc. Sự may mắn không bao giờ hết của anh ấy. Chàng trai trẻ sớm nhận ra khả năng của mình trong việc liên tục thắng các trò chơi may rủi và đến một nơi trên thế giới phù hợp nhất với kỹ năng của mình, Las Vegas. Và Vegas đã rất hợp với anh. Anh ta sống trong một căn phòng khách sạn đắt tiền, lái những chiếc xe sang trọng và tự thưởng cho mình những bữa tối và các show diễn xa hoa hàng đêm. Tất cả vì cho dù có như thế nào đi nữa thì anh ta vẫn như thế, chẳng bao giờ có thể thua. Chàng trai trẻ lại liên tục thắng, hay nói đúng hơn là tiếp tục chuỗi thắng không bao giờ kết thúc của mình. Lần này là tại bàn roulette. Làm thế nào mà anh ta có thể tiếp tục thắng hoài vậy? Một người trong đám đông hỏi khi lại thắng thêm một ván khác, được trả gấp 37 lần tiền đặt cược. Đám đông cổ vũ và vỗ vai người đàn ông khi một đám đông đã hình thành. Những người đang đặt theo mọi lần đặt cược của anh ta, ăn theo vận may của anh ta nhiều nhất có thể. Người đàn ông vừa chuẩn bị đặt một vụ cá cược lớn khác thì anh ta đột ngột bị cắt ngang bởi một bàn tay mạnh mẽ đang nắm chặt bắp tay của anh ta. Người đàn ông trẻ quay lại và thấy một nụ cười toe toét đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Người đàn ông mỉm cười tiếp tục nắm lấy cánh tay của người đàn ông trẻ tuổi khi anh ta giải thích rằng sòng bạc rất ấn tượng với kỹ năng của anh ta. Anh ta phải là người đàn ông may mắn nhất mà họ từng hân hạnh được đón tiếp. Và việc anh ta có thể duy trì vận may đó đêm này qua đêm khác thực sự gây kinh ngạc. Người thanh niên cảm ơn anh ta và cố gắng quay trở lại bàn, nhưng thấy rằng người đàn ông không buông tay của mình ra, nắm chặt nó bây giờ thậm chí còn chặt hơn trước. Thực ra chúng tôi quá ấn tượng, người đàn ông nói với anh ta, đến mức chủ sòng bạc của tôi đã yêu cầu được gặp anh. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn xuống bàn tay to lớn mạnh mẽ đang nắm lấy cánh tay của mình, và mặc dù anh ta không biết rằng nó thuộc về cựu võ sĩ, anh ta vẫn có thể nhận ra rằng yêu cầu này không phải là một yêu cầu có thể từ chối. Chắc chắn rồi, người thanh niên nói với anh ta, cứ để tôi lấy chip của tôi. Và nhưng người đàn ông bắt đầu kéo anh ta ra khỏi bàn, nói với anh ta rằng không cần phải lo lắng, sòng bạc sẽ lo phần thắng của anh ta. Chúng tôi có máy quay ở khắp mọi nơi, ai sẽ ăn cắp được chứ? Người đàn ông trẻ sớm bị đẩy qua một ngưỡng cửa vào một căn phòng trông giống như một phòng thẩm vấn của một cảnh sát, chỉ với một chiếc bàn và một vài chiếc ghế. Một người đàn ông lớn tuổi, nhỏ đang ngồi trên một chiếc ghế, đặt tay xuống bàn và để cố định ở đó. Người đàn ông trẻ tuổi hét lên khi cựu võ sĩ quyền Anh cầm lấy chiếc búa bằng bàn tay còn lại và nâng nó lên không trung, sẵn sàng hạ nó xuống các ngón tay của người đàn ông trẻ tuổi. Sao? Ông già ngồi đối diện hỏi. Người đàn ông trẻ bắt đầu khóc một chút, nhưng giữa những tiếng thút thít, anh ta cố gắng hỏi. Gì cơ? Ông già muốn biết người thanh niên gian lận như thế nào. Không ai thắng như thế cả, hết lần này đến lần khác, hết đêm này đến đêm khác. Bất kể trò chơi nào, người thanh niên khẳng định rằng anh ta không lừa dối, anh ta chỉ may mắn, anh ta luôn như vậy. Nhưng ông già không tin. Ông già gật đầu với võ sĩ, người nâng búa lên một lần nữa, nhưng người ta vẫn không thừa nhận bất cứ điều gì. Tôi chỉ là người may mắn, tôi chỉ là người may mắn mà thôi, anh ấy tiếp tục lặp đi lặp lại giữa những tiếng nức nở. Ông già đứng dậy vỗ vai anh. Có thể là vậy, ông ta nói, trước khi nhét thứ gì đó vào túi của anh thanh niên. Sau đó, cảnh sát ập vào phòng và ngay lập tức lấy một bộ xúc xắc trong túi của anh. Anh ấy đang gặp rắc rối thực sự. Người đàn ông trẻ tuổi bị đẩy vào một phòng giam tại nhà tù và nhìn xung quanh những người khác, tự hỏi liệu vận may của anh ta cuối cùng có hết hay không. Anh chen vào một trong những chiếc ghế dài gần tường và vô tình va phải người đàn ông ngồi bên cạnh, đánh thức anh ta dậy. Người đàn ông tức giận vì bị quấy rầy, nhưng càng tức giận hơn khi nhận ra ai vừa đánh thức anh ta. Đó là người thanh niên đã lấy hết may mắn của anh ta. Anh thanh niên dường như không nhận thấy rằng anh ta đã làm anh kia khó chịu. Những gì anh ta nhận thấy là có một xu trên sàn nhà trước mặt anh ta. Người thanh niên cúi xuống nhặt nó
Đúng lúc người đàn ông bên cạnh trút giận, nắm đấm của anh ta đập vào bức tường ngay chỗ đầu của thanh niên, làm vỡ nhiều xương trên tay anh ta. Người thanh niên sợ hãi nhảy dựng lên và chạy dọc phòng giam. Khi những người đàn ông khác đang bị giam giữ cũng nhảy dựng lên, một số la hét, những người khác cổ vũ cho màn bạo lực. Nam thanh niên kêu cứu cảnh sát, nhưng dường như không ai đến giúp anh ta. Anh ta nhìn quanh phòng giam, nhưng không có nơi nào để anh ta trốn. Người đàn ông tức giận, rồi lại càng điên tiết hơn bao giờ hết. Với bàn tay đang nhanh chóng chuyển sang màu xanh tím, tiến lại gần anh ta. Anh nâng người thanh niên lên bằng bàn tay lành lặn của mình, giữ cổ họng anh ta trong không khí. Tao sẽ giết mày! Người thanh niên khóc trước khi cánh cửa phòng giam mở ra. Người thanh niên quan sát khi súng điện do cai ngục bắn trúng vào người của người đàn ông. Anh ta thả người thanh niên xuống sàn trước khi ngã ra phía sau bởi dòng điện 50.000 V xuyên qua cơ thể. Ngày hôm sau, chàng trai trẻ biết được rằng người đàn ông tức giận đã chết trước khi anh ta chạm xuống sàn, hậu quả của một dị tật tim bẩm sinh và sự xui xẻo. Người đàn ông trẻ tuổi đứng trước một thẩm phán đang liệt kê các cáo buộc chống lại anh ta, bao gồm gian lận, một trọng tội ở tiểu bang này, có thể dẫn đến bản án lên đến 5 năm tù. Nhưng đây không phải là lần vi phạm đầu tiên của anh phải không? Thẩm phán hỏi. Chàng trai trẻ cố gắng giải thích rằng những lần trước đó đều là sai lầm, anh ta chưa bao giờ gian lận trong đời. Nhưng thẩm phán không muốn nghe điều đó. Người đàn ông trẻ đang ngồi ở hành lang bên ngoài phòng xử án thì luật sư của anh ta xuất hiện sau một cuộc họp với thẩm phán và công tố viên. Cậu là chàng trai may mắn nhất, luật sư của anh ta nói với anh ta. Anh ta tiếp tục giải thích rằng mặc dù vụ của anh ta rất khó khăn, nhưng các cáo buộc sẽ được dỡ bỏ miễn là anh ta tình nguyện tham gia một chương trình đặc biệt. Người thanh niên cho rằng đó phải là một chương trình nghiện cờ bạc nào đó. Anh ta không nghiện cờ bạc, nhưng giờ đâu còn lựa chọn nào khác. Hoặc là nó, hoặc là nhà tù. Việc lựa chọn khá là dễ dàng. Khi người đàn ông trẻ ra khỏi tòa án, một người đàn ông mặc vest tiếp cận. Người này dẫn anh ta đến một chiếc xe tải đen đậu gần đó. Người thanh niên được cho ngồi ở phía sau và ngay lập tức nhận ra rằng có một cái lồng ngăn cách ở phía sau với ghế trước, giống như một chiếc xe vận chuyển tù nhân. Người thanh niên dần căng thẳng hơn. Họ đã đưa anh ta đi đâu vậy? Tất cả điều này có vẻ như đang diễn ra quá nhanh. Liệu nó có hợp pháp hay không? Và đồ đạc của anh ta đã được đưa vào nhà tù thì sao? Xin lỗi, anh ta hỏi người lái xe. Còn những thứ của tôi thì sao? Tôi thậm chí còn không có ví của mình. Đừng lo lắng về điều đó, ông lái xe nói với anh ta. Anh sẽ không cần bất cứ thứ gì đó nữa. Bây giờ, anh đã là nhân viên cấp D. Người đàn ông không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng anh ta có thể biết rằng nó không tốt đẹp gì. Vận may của anh ta cuối cùng có thể đã cạn kiệt. Chàng trai trẻ, người từng sống trong cuộc đời của một tay cờ bạc chuyên nghiệp ở Las Vegas, đã được đặt một cái tên mới, D87465. Nhưng bạn sẽ thấy, cái tên đó sẽ không tồn tại lâu, và anh ta sẽ sớm được biết đến với cái tên SCP-181, hoặc như các nhân viên của tổ chức SCP thích gọi anh ta là may mắn. SCP-181 được tổ chức chú ý lần đầu tiên sau khi anh ta bị bắt vì liên tục lừa gạt Ủy ban cờ bạc Nevada. Ban đầu anh ta được làm nhân viên cấp D của tổ chức. Những con chuột bạch của tổ chức SCP được sử dụng cho các cuộc kiểm tra khác nhau với các sĩ thường để hiểu rõ hơn về đặc tính của chúng. Tuy nhiên, người ta nhanh chóng nhận ra rằng khả năng may mắn đến khó tin của người đàn ông này không liên quan gì đến gian lận. Trong thí nghiệm đầu tiên của anh, diễn ra tại khu vực quản lý vũ trang 02, nơi anh ta và một số nhân viên cấp D khác đã tiếp xúc với một SCP được cho là có thể kích động sự tức giận tột độ và xu hướng giết người ở những người tiếp xúc với nó. Đúng như dự đoán, một trong những thành viên cấp D trở nên tức giận và bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, giết tất cả các thành viên cấp D khác có mặt, tất cả trừ một người. Thông qua những gì có vẻ như là một sự may mắn, nhân viên cấp D điên cuồng dường như bỏ qua D87465, người đã nằm trên mặt đất giữa các cơ thể khác và giả vờ chết. Một đội phản ứng vũ trang ngay sau đó đã tiến vào phòng thí nghiệm và hạ gục nhân viên cấp D hung hãn. D87465 được cứu. Tiếp theo, anh ta được giao làm thử nghiệm với SCP-075, một sinh vật giống ốc sên lớn với bàn chân cơ bắp giống như bàn tay 6 ngón, có bóng vuốt. SCP-075 nặng hơn nhiều so với kích thước và vẻ ngoài của nó, nặng khoảng 860 kg. Mặc dù vậy, nó có thể di chuyển với tốc độ cực cao, nhanh chóng lao về phía bất kỳ ai đến gần và phun lên họ một chất lỏng ăn mòn chết người. D87465 được đặt trong phòng giam với SCP-075 như một phần tử của thử nghiệm để đo lường tốc độ và thời gian phản ứng của nó. Nhưng mặc dù SCP-075 đã ngay lập tức giết chết tất cả các nhân viên cấp D trước đó trong các cuộc thử nghiệm, D87465 bằng cách nào đó đã tránh được các cuộc tấn công. Anh ta luôn đoán được hướng di chuyển để né con ốc nguy hiểm kia, giống như một thủ môn bóng đá luôn chọn đúng hướng để cản phá những quả phạt đền. Hiện tại, anh ta đã sống sót không chỉ một
mà là hai thí nghiệm với dị thường lớp Kether. Các nhà nghiên cứu cần tìm hiểu xem liệu D87465 có phải là dị thường hay đơn giản là do xác suất thống kê. Để kiểm tra điều này, anh ta đã được đưa vào phòng giam của SCP-082, được biết đến nhiều hơn về cái tên Fernan ăn thịt người, một SCP dạng người khổng lồ kỳ quái với các đặc điểm giống yêu tinh, thường ăn mặc như một quý tộc thời Victoria và sẽ kể cho những vị khách của mình các câu chuyện kỳ lạ trước khi ăn họ. Nhưng có một điều gì đó khác biệt về D87465 sau một tháng sống trọn vẹn trong phòng giam của 082, một khoảng thời gian khiến tất cả các đối tượng thử nghiệm trước đó đều bị ăn. Các nhà nghiên cứu SCP nghi ngờ rằng khả năng sống sót đáng kinh ngạc của nhân viên cấp D này không chỉ đơn thuần là may mắn. Họ cần phải kiểm tra xem liệu sức mạnh của anh ta có vượt ra khỏi khả năng sống sót hay không. D87465 đã bị loại khỏi danh sách nhân viên cấp D thông thường và các nhà nghiên cứu đã bắt đầu thực hiện các bài kiểm tra khác nhau đối với anh ta. Theo dõi khi anh ta tung đồng xu 50 lần liên tiếp, tất cả đều mặt ngửa. Kết quả tương tự cũng xảy ra khi họ cho anh ta tung các cặp xúc xắc luôn có tổng số là 7, hoặc khi họ cho anh ta chọn các lá bài ngẫu nhiên từ một bộ bài, anh ta có thể rút ra tất cả 13 lá bài cơ liên tiếp. Các nhà nghiên cứu của tổ chức dưới đây tin rằng người đàn ông này không chỉ may mắn, anh ta dường như sở hữu khả năng tạo ra hiệu ứng phi tự nhiên đối với xác suất. Mặc dù các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng anh ta đang tạo ra hiệu ứng này mà không hề hay biết. Tới lúc này, D87465 đã được phân loại và đặt tên mới là SCP-181. Thực nghiệm sâu hơn đã xác nhận rằng SCP-181 có thể ảnh hưởng đến xác suất và nó thực sự xảy ra mà không cần hành động của chính anh ta. Tuy nhiên, SCP-181 có nhiều điều hơn là chỉ đơn giản là may mắn. Như các nhà nghiên cứu đã sớm phát hiện ra trong một cuộc kiểm tra tỷ lệ tử vong và thương tật tại khu nghiên cứu sinh học 12, nơi SCP-181 được cất giữ, người ta phát hiện ra rằng cả hai đều đã tăng đáng kể trong thời gian anh ta ở đó. Có vẻ như SCP-181 không chỉ đơn giản là tạo ra may mắn cho mình theo một cách nào đó, anh ta lấy nó khỏi những người khác. Dường như mọi khoảnh khắc may mắn mà anh ta trải qua đều dẫn đến điều ngược lại xảy ra với người khác. Cứ mỗi lần anh ta lăn một cặp xúc xắc 7 điểm, thì một người khác sẽ có 2 điểm. Và đối với mỗi lần thoát chết của anh ta, một người khác sẽ phải chết. Không có gì cho biết khả năng của anh ta có thể rộng đến đâu. Liệu anh ta có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân? Và nếu anh ta sống sót, kết quả sau đó sẽ thế nào để cân bằng sự may mắn? Với những phát hiện mới này, SCP-181 đã được đưa ra khỏi phòng giam cấp thấp của mình, nơi anh ta được phép thỉnh thoảng tiếp xúc với nhân viên cấp D khác để giải trí và được chuyển đến địa điểm 27, nơi anh ta bị biệt giam và được phân loại là an toàn. Tất cả các tương tác với nhân viên hiện được gia hạn ở mức tối thiểu để đảm bảo sự sống còn của anh ta mà không tạo ra cơ hội để anh ta có thể gặp may. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như hành tinh trong bụng SCP-007, một SCP dạng người khác, thậm chí còn lạ hơn. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký với bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.